Dr. Hùng, cho em hỏi cách chăm sóc sau điều trị sẹo được không? Chăm sóc da như nào? Chăm sóc da như thế nào sau khi điều trị sẹo? Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái buổi của bạn điều trị sẹo làm phương pháp gì và cái mức độ tổn thương trên da như thế nào. Ví dụ mình sẽ nói một vài cái trường hợp cho Dr. Hùng cũng như các bạn hiểu về cái cách mà mình vẫn chia sẻ cho dặn dò các cái bạn sau khi điều trị sẹo tại cơ sở ấy. Là cái nhất là trong cái buổi đầu tiên là sau khi mà cắt cái đáy sẹo, cắt cái sơ sẹo bằng cái kim chuyên dụng, cái kim noco để giải phóng các sơ sẹo ấy, thì thông thường là đó là một cái xâm lấn rất là tối thiểu, và cái đường vào của các cái sẹo nó chỉ có một cái vết kim rất nhỏ. Sau đó thì tầm khoảng 2 đến 3 tiếng là nó bắt đầu bịt kín và nó lành. Thế thì trông thì có vẻ là bị tổn thương nhiều, bị thâm nhiều, bị đỏ nhiều, nhưng mà thực tế là sau đó thì nó cái tổn thương, cái mức độ mà vết thương ở trên bề mặt da nó rất là ít và nó rất ít có nguy cơ nhiễm khuẩn. Thì trong cái trường hợp mà sau cắt sẹo bằng kim, phá đáy sẹo bằng kim thì chúng ta chăm sóc gần như là bình thường. Chỉ trong cái ngày đầu tiên thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta hạn chế rửa mặt hay dùng những cái hóa chất tẩy da chết. Sữa rửa mặt có nhiều những cái hóa chất gây lột gây da, vì nó sẽ có thể là tác dụng vào cái vết thương mà chúng ta cắt sẹo thì nó sẽ hơi lâu liền. Thì chúng ta hạn chế trong ngày đầu tiên, chúng ta chỉ rửa bằng nước muối sinh lý truyền hoặc là nước muối sinh lý rửa sạch cũng được. Sau đó thì chúng ta thấm khô và chúng sát khuẩn bằng cồn iốt, bằng betadine. Sau đó chúng ta dùng những cái sản phẩm dưỡng ẩm như HA, như là kem dưỡng ẩm bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Sau đó từ ngày thứ hai, ngày thứ ba thì đối với trường hợp mà sau cắt sẹo thì bạn hoàn toàn có thể rửa mặt bằng sữa rửa mặt một cách nhẹ nhàng bình thường, tránh cọ sát vào những cái vùng mà cắt sẹo, những vùng mà phải cắt nhiều cái vết sẹo thôi. Đó là cái đầu tiên. Và các bạn khi đi ra ngoài thì các bạn cố gắng đeo khẩu trang che chắn để tránh bụi bẩn, để tránh những cái sự tiếp xúc bên ngoài nó có thể là bám vào cái bề mặt, và có thể là chống nắng kỹ một chút thì nó làm giảm cái nguy cơ bị thâm lại cái vết cắt. Đó là cái thứ nhất, đó là trường hợp đầu tiên là sau khi cắt đáy sẹo bằng kim. Đó, cái tình huống thứ hai là có thể vào những cái buổi các bạn làm cái liệu pháp là tăng sinh collagen tại cái vị trí đáy sẹo lõm, ví dụ như là lăn kim, ví dụ như là phi kim, là CoI fractional. Thì trong những trường hợp các cái buổi đó thì các bạn nó sẽ tạo ra nhiều cái tổn thương trên bề mặt da, và cái sau khi làm xong những buổi đó thì những cái tổn thương đó lại sẽ lâu lành, lâu liền hơn. Thông thường nó phải đến mất tầm khoảng 3 cho đến 4 ngày sau cái buổi làm đấy thì cái bề mặt của cái vùng các bạn lăn kim, phi kim hay là CoI fractional nó mới bắt đầu tạo cái vẩy kín để bịt kín phần lớn là cái phần tổn thương lại. Nên khi đó trong vòng 3 đến 4 ngày đó các bạn phải chăm sóc cũng như là vệ sinh nó rất là cẩn thận. Thì trong những 3 4 ngày đó thì bạn chú ý rằng là thứ nhất là chúng ta tuyệt đối là chưa nên dùng bất kỳ các cái loại sữa rửa mặt, các loại kem kem có cái tỷ trọng nặng, cái màu trắng nào cả. Vì khi đó là tổn thương nó chưa lành mà các bạn dùng sữa rửa mặt hoặc là hóa chất hoặc là các loại kem tỷ trọng nặng nó có các cái chất mà nó gây bám dính trên da thì nó gây rất dễ nguy cơ gây ra cái vết thương đấy nó lại bị tổn thương trở lại và nó lâu lành, cũng như là một số cái chất bám dính ở trong các loại kem ấy nó sẽ gây kích ứng cho cái vùng da chúng ta, kích thích điều trị sẹo để tăng sinh collagen đấy. Và chúng ta chỉ nên, thứ nhất này, vệ sinh sạch sẽ bằng nước muối sinh lý, tốt nhất là dùng sinh cái nước muối sinh lý truyền đấy, đấy 0,9%, và cái lọ dùng để dịch truyền ấy thì nó sẽ đảm bảo vô khuẩn hơn. Dùng những cái bông gạc vô khuẩn chúng ta thấm đẫm và nhẹ nhàng chấm cũng như là làm sạch cái vùng đó. Sau đó thì sau khi mà làm sạch làm khô xong thì các bạn nên là dùng, có thể dùng các cái loại serum HA dưỡng ẩm vô khuẩn hoặc các loại serum mà có tính chất là tăng quá trình phục hồi liền thương như là serum tế bào gốc hoặc một số cái serum chất tăng trưởng. Thì khi đó các bạn bôi lên thì nó còn tổn thương đúng không? Nó sẽ có khả năng thẩm thấu tốt hơn. Và cái thứ hai là nó làm cho cái vết thương, cái vùng vết thương chúng ta lăn kim, phi kim hay fractional CoI nó giữ ẩm đều và nó có những cái chất tăng trưởng trong đó thì nó sẽ làm cho cái vùng tổn thương đấy nhanh hồi phục hơn, nhanh tạo cái vẩy trên bề mặt hơn. Đấy là cái lưu ý của các bạn trong những cái buổi mà kích thích tăng sinh collagen. Sau đó, sau 3 đến 4 ngày đó, có nghĩa là có thể là 3 hoặc 4 ngày tùy vào
hoặc cũng có thể là 5 ngày, tùy vào cái việc là mức độ, tùy từng người cái khả năng, thời gian lành thương nhanh hay là chậm, thì cứ sau cái thời điểm mà nó bắt đầu đóng cái vảy hoặc là cái miệng vết thương nó kín, nó không còn chảy nước thấm dịch nữa, là khi đó các bạn bắt đầu mới có thể là dùng các cái sản phẩm làm sạch, ví dụ như là sữa rửa mặt hoặc là một số các loại kem giữ ẩm, nó giữ được lâu hơn khi bạn đi ra ngoài, thì khi đó nó sẽ giảm cái nguy cơ bị kích ứng và nó sẽ làm da cho chúng ta, da nó giữ ẩm về phía sau tốt hơn đó. Một cái nữa là sau tầm 3 đến 4 ngày đó, đồng thời các bạn dùng các loại sữa rửa mặt, các loại kem giữ ẩm, thì các bạn mới dùng cái kem chống nắng. Còn tuyệt đối trong 3 cái ngày mà mới làm xong đó thì các bạn chưa dùng kem chống nắng vội nha. Các bạn chỉ nên là thứ nhất là cũng hạn chế ra ngoài tiếp xúc với những cái nguy cơ như là bụi bẩn, như là vi khuẩn, những cái mà bề mặt nó không được sạch. Cái thứ hai là tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời bằng cái việc che chắn, hoặc là ở trong nhà, hoặc là đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang dày lên đó. Đó, nhớ là hai cái điều đó. Thứ nhất là cái việc chăm sóc thời điểm 3 đến 4 ngày sau khi làm, và thời điểm mà sau khi nó tạo vảy có thể là 4 đến 5 ngày thì sau đấy. Còn khi mà nó lành rồi, thậm chí nó bong cái vảy ra rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể chăm sóc bình thường, giống như cái da lành trước đây của các bạn. Có thể là sữa rửa mặt này, có thể lấy da chết này, có thể dùng các serum, sau đó thì dùng kem dưỡng, dùng kem chống nắng bình thường. Đó là một cái. Ok, Dr. Hùng Official, hy vọng là cái phần chia sẻ của mình có thể giúp cho bạn một phần nào đấy. Có cần kiêng gì không? Rồi, câu đầu tiên là có cần kiêng gì không? Thì câu chuyện là kiêng ăn gì không ấy, thì như cái câu vừa trên mình chia sẻ với các bạn anh Pinku nhá, không cần kiêng, chỉ tránh những cái nào mà gây ra dị ứng thôi. Còn các bạn hoàn toàn phải, thậm chí là còn phải ăn tăng cường các loại chất đạm khác nhau, đặc biệt là từ thịt, từ cá, từ trứng, từ các loại mà giàu protein để lành thương. Cái thứ hai là bổ sung đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, khoáng vi lượng, đặc biệt là các cái vitamin C này, vitamin E này, vitamin A này, kẽm này, đồng này, sắt này, thì để cho cái quá trình mà lành thương và tăng sinh collagen được tốt hơn nhá. Đó là cái thứ nhất, là không cần kiêng gì mà thậm chí là phải ăn nhiều hơn cơ. Dr. Hùng ạ. Nếu video này giúp bạn một điều gì đó, hãy bấm like video và nhấn vào nút hình tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh miễn phí. Bạn sẽ nhận được video tiếp theo sớm nhất. Hoặc bạn có thể xem các video về sức khỏe và thẩm mỹ với nội dung hay được đề xuất ở góc bên trái và góc bên phải. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.